Chào tất cả mọi người, hôm nay mình lại về quê. Ngày chủ nhật này, hôm qua thứ bảy là mẹ mình có hẹn với bạn. Một tháng là gặp nhau một lần đi ăn uống các thứ ấy. Có 6 cụ toàn đến tầm tuổi mẹ mình thôi. Thế là hôm nay chủ nhật mới về quê với bà được. Mẹ mình đang ươm giống cây vào cái chậu hoa này. Mà mấy ngày thời tiết ấm cho nên nó lên nhanh nhỉ. Đang bảo đợi mãi cái cây cẩm tú cầu này mà chưa năm nào thì nó ra hoa. Mà năm nay cũng lên rất là chậm. Ở cửa hàng các thứ là người ta bán hoa hết rồi, mình đã nảy mầm đâu. Thời tiết là bắt đầu ngày mai mưa mọi người, cho nên là mẹ mình lấy cái tấm áo mưa cái phủ vào cái con xe điện của mẹ này. Bà bảo là bao giờ mà hết hành thì đừng có bỏ tiền ra mua, cứ về đây là mẹ cho. Thì là mẹ mình đang trồng một cái khóm ở giữa sân như thế này. Có mỗi một tí đất thôi mà trồng này là được cái là cũng đủ ăn. Nhưng mà mình làm kim chi thì là mình hơi thiếu tí thôi, chứ còn ăn làm gia vị các thứ thì là đủ, không bao giờ phải mua hành bao giờ. Xong rồi ở đây lại có thêm một khóm nho nhỏ nữa này. Đang ủ, đây là cây gì mình không rõ nha mọi người. Mà cái chỗ đất này nhiều đá lắm. Ở bên dưới toàn đá đá, thế mà mình ươm giống cây các thứ nó vẫn lên đẹp. Nên mình đang ở trong bếp làm đồ ăn này mọi người. Hôm nay là có hai đứa nhà mình về. Nè Isai à? Mẹ hỏi là có gạo không? À như Isai à? Và nhà con mới mua 20 cân xong. À, nè. 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 À, nè. Gạo mẹ mình mua được rẻ, bảo cho mỗi người 10 cân. Cô với chú về nhà mình vẫn còn, nên là mình sẽ không lấy lần tuần sau. Còn gạo nếp thì chia cho ra 3 gia đình. 10 cân thì mỗi nhà tầm hơn 3 cân gì đấy. Nhưng mà mình không ăn được gạo nếp mấy, ăn mai bị nóng cổ cho nên là ít lấy lắm. Hôm nay mình mua cái loại cá này về chiên ăn. Cá này đắt tiền nha mọi người, bên Hàn Quốc. Loại nhỏ thì nó rẻ, nhưng mà mình mua cái loại to này thì nó đắt. 4 miếng. Mẹ mình thích ăn cá hơn là ăn thịt, cho nên là mỗi lần về thì thường thường là mua cá hoặc là hải sản cho bà ăn. Trời, nó bắn quá trời luôn. Đây là mấy món rau mẹ mình đã làm sẵn. Cái này là rau cần. Rau cần luộc lên xong rồi bóp ra vị. Còn cái rau này thì không biết tên. Ở bên Việt Nam mình, bên Hàn Quốc thì mà mùa xuân nó hay có. Kim chi. Chua lắm. Nè. À, nè, gạo nếp. À, mẹ mình cho nguyên một thùng như này. Nè, cho ít xa nữa làm mồi này. Cái gạo này gạo gì mình không ăn, nhưng mà mình cũng thấy kiểu không ngon ấy. Đây là tốt cho sức khỏe. Cho con xin mỗi cái miếng gạo này thôi. Chỗ này chẳng 4 cân rồi. Sát xe mà mắt. Sát xe á. À. Để. Và cái loại này con không có thì con xin. Còn gạo thường thì có rồi. Trời ơi, cá ngon quá trời luôn này. Mẹ mình đang bảo nó cơm, mẹ mình cho cái hạt gạo gì vào. Cơm của anh chồng mình cho nhiều. Mẹ mình là thích cho những cái hạt gạo mà vào cơm hết. Nhà mình không cho mấy. Đỗ cho các thứ bọn trẻ con nó không ăn. Nếu bọn trẻ nó ăn thì là mang về, còn trong nó không ăn thì là để lại cho mẹ ăn cũng được. Cái nồi mẹ mình đang dùng giống y như cái nồi chị Nguyệt. Thời tiết ra mùa cho nên nhiều người ốm lắm. Nhà mình cả nhà bị đau họng cơ. Lút nước bọt mà nó đau vô cùng. Mà chủ nhật cuối tuần bệnh viện nó có làm đâu, chắc phải đến thứ hai. Còn Minchu thì là nó sợ thuốc nó không đi bệnh viện. Màu nhá. À. Một cái loại rau mùa xuân ấy rất là tốt cho sức khỏe mà nó đắng. Mẹ mà vợ chồng con đến rồi là mẹ đã tước rồi làm đủ các loại. Đây. Đắng lắm, mình không ăn được. Tốt thì tốt nhưng mà mình ăn nó không ngon ấy. Người già thì người ta thích. Đây là cái món cá mặt quỷ nha mọi người. Ui, cay lắm. Ôi dồi. Đang bê cái bàn vào trong nhà.
vẫn còn rét lắm, cho nên là mình sẽ ăn ở trong phòng nha mọi người. Nó có mùi thì là mình đóng mở cửa ra làm gió nó bay hết không sao. Chút cao mà. Anh nhớ không? Anh chút tôi chơi. Ê tôi lướt hết. Rồi mọi người, bây giờ mình đã ăn cơm xong. Hôm nay là có bọn trẻ cho nên chúng nó không thích quay, cho nên là mình đã không quay cái cảnh ăn uống, mong là mọi người thông cảm nha. Bây giờ đến cái lúc rửa bát thì là nước ấy, trời ơi, nó lạnh ngoéo luôn. Thế là đang bảo anh chồng mình là mở mộ một tí ấy, để cái lúc mình rửa bát cho nó ra cái nước ấm, cái kiểu mỡ màng các thứ nó không được sạch ấy. Mà đang đợi mãi chưa thấy nước ấm nó ra này. Chắc hôm nay mẹ mình quên, chứ một lần mình về là mẹ mình hay ấy lắm, hay mở trước ấy. Bây giờ là đeo bật găng tay các thứ vào xong rồi dọn cho mẹ mình cái nhà bếp. Có mỗi mình với lại bà này cứ kiểu sức khỏe không được tốt ấy, cho nên là cũng rất là bề bộn. Thỉnh thoảng mình về thì là mình dọn qua cho bà một tí. 이게 요새 비싼데 엄마 싸게 산 거예요. 그게 그거는 그냥 등단 게. 선물로 오는 그것이 그나마 우리는 캐빈에 그 당긴다고 네. 좋아한단 게. Cái này mua phải mất 6.000 hoặc là 7.000 won ở siêu thị ấy, mà mẹ mình mua. 아, người ta cho. 저 비싸도만 10자게 가도. Mẹ mình bình thường là không biết ăn quả này đâu. Tại vì người Hàn người ta không thích ăn dứa mấy sao ấy. Mà mẹ bảo là con dâu tôi nó thích ăn cái đồ chua ấy, thế là bà mới nhận về cho mình ấy. Ngon lắm, hơi xanh tí nhưng mà về để cho nó giấm mấy hôm cho nó chín rồi mình ăn được. Có cái gì là nghĩ cho con dâu, với lại một nải chuối nữa, một nửa ấy. Cũng bảo dặn là tí nó nhớ mang về cho Đông Quân Minh Chu nó ăn. Mấy nay bà đang bị ốm, thời tiết nó khó chịu. Thằng cư gì đấy? Thằng cư gì đó? Thằng cư? Ừ. Trông khá cho gái kia. Ừ. Mẹ hỏi là có lấy cà rốt về không mà cho con bú. Ừ. Mà sát xế á? Anh sát thật. 아, 강민 노매가 주었던 게 아. 학교에서 나온 게 못 사 먹는다고. 네, 그네가 항선 맞죠? 저건 실하고. 하지 감자도 갖다 볶아 먹고. 아니에요. 응. 나는 이제 그냥 건건 rồi. 저는 막 멈. 캐카트다 내놓을게. 네. 이제 버리고 또 귀한 가게. Sợ mình quên cho nên mẹ mình sẽ để luôn ở cái chỗ ngoài kia, tí về thì mình lấy. Dặn lòng nó hôm nay không lấy gì nữa, lại bao nhiêu đồ mọi người ơi. Ở quê cứ có cái gì là cho lẫn nhau ấy, chứ mẹ mình có trồng cà rốt được đâu. Một chai nước nữa cho anh chồng mình. Bây giờ thì là mình tranh thủ dọn cho mẹ mình cái nhà bếp. Tại vì ở mỗi mình ấy, cho nên là ăn uống mẹ mình cũng rất là qua loa. Chẳng bao giờ đi chợ mua đồ ăn xong rồi nấu nướng mấy ấy. Cứ còn tí nào thừa cái nào xong để thùng lạnh, hôm sau lại ăn hết ngày này qua ngày khác, chứ không có nấu nhiều ấy. Chỉ có khi vợ chồng nhà mình về thì là mới có đồ ăn tươi sống rồi nấu nướng vui vẻ này, chứ bình thường mẹ mình một mình ít ăn lắm. Trước đây thì thỉnh thoảng ra cái chỗ nhà văn hóa ăn cơm tối cùng với các cụ, thì nhưng mà thời rét các thứ ấy cho nên các cụ cũng không ra mấy. Ở nhà ai mà có ông thì là nấu cơm cho ông, còn ai mà ở một mình ấy thì là có gì ăn đấy, cũng không tập trung ăn uống ở đấy như cái đợt mùa hè nữa rồi. Có tha cho ý coi không á? Ừ. À, để đấy cái đồ mình mang về không nhớ ơi, hôm nay rất là nhiều luôn. Cái túi nhỏ đẹp đây. Một cùng nước, thế này của anh chồng mình. Ừ. Cũng đắng đắng ngâm lắm. Gạo thì để riêng. Ừ. Chắc chắn từ bố ra chứ. Igo 밖에 다 들을게요. 어? 이거 밖에 다 들어요, 엄마. 넣으면 안 되고. 그래요? 응. 그래. 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 응. 안 먹는다, 안 먹는다. 하나 먹어 봐야겠다. 놔줬다잉. 네. 예, 예, 예. 이것도 천 원인 게 거저지? 어, 거저지. 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 Cái này không biết hôm qua mình mới mua xong, mua siêu thị luôn. Loại này rau cũng bị đắt ấy. Đấy là rau. Ông bảo 이번 주 많이 받으니까 다음 주 안 주셔도 돼요. 응, 응. 뭐 hôm nay có nhận rồi, còn sau mình không cho nữa. 응. 아, 이거 không ăn hết này. 처음에는 올라가 몰라. 네, 뭐 고모 주세요. 응, 그게 하기는 이해. 이거는 아니죠.
그거는 파하고 아. 마늘 일곱 개. 하고 그거 한. 그거 이시야자로. 매매 약 삭제. 내가 떠이. 어디 먹지? 네. 하도 뽑아놨더니 이제 그 다 가져가지 마 너는. 네? 저거 다 가져가지 마. 뭐는요? 그거 그거. 아. 이거 엄마 밥 앞에 있는 거예요? 어. 오. 많이 크네요. 어, 많이 커 무슨 게. 이거 비가 빨리 와야. 어. 잘 있었는데. 쓰스 크지. 저건 안 가지가냐? 네. 저건 안 가지가? 뭐 이거야? 이거 아니에요. 뭐 빠진 거 없는가 모르겠다. 네, 없어요. 엄마 다 챙겼어. 네, 지금 딸은 팔지 말고 가져가고. 네. 엄마 이제 주무셔야죠. 아니. 이제 해봐. 아니 엄마 병원 가야 된 것 같아요. 목소리가. 내일 가. 아 내일 저도 가려고요. 어. 내일 가고 모리는 안 가요. 네. 엄마 mình mai đi bệnh viện. 너무 giọng nói là khác lắm rồi đấy. 지금도 약 먹어. 네. 근데 주사를 맞으라고 하더라고. 맞아야겠어 내일. 맞아요. 그래야 빨라요 엄마. 응. 발 띄엄 내려면 양. 맞으라고 하더라고. 응. 나는 괜찮은지 속으로 그러고 있더니 주사 한 대. Lần trước đi rồi mà bác sĩ bảo tiêm mẹ mới không tiêm ấy. Thế là. 나는 금방 낫는데 이제 금다. 네. Bây giờ cứ bệnh nặng một tí là bệnh viện người ta báo mình tiêm cho nó nhanh khỏi. Chứ uống thuốc nó cũng có khỏi mấy đâu. Thế thôi bây giờ mình chuẩn bị về để cho mẹ mình nghỉ ngơi nhá. Xin dừng video tại đây, hẹn tất cả mọi người vào những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.